Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới Thứ Bảy ngày 18 tháng 4 của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay là ngày thứ ba Cao Bằng tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần của chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù không nằm trong danh sách các tỉnh thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ, nhưng Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới dài nhất và tiếp giáp với Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19. Do vậy tinh thần chủ động, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó luôn được các cấp ngành địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện. Trong sáng ngày hôm nay thì theo ghi nhận, tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ không nằm trong nhóm hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố vẫn đang tạm dừng hoạt động. Tại các nơi công cộng và khi lưu thông trên đường, người dân luôn chấp hành tốt quy định về phòng dịch và khẩu trang vẫn luôn là vật dụng thiết yếu của chúng ta mỗi khi ra đường, tiếp xúc xã hội. Hy vọng rằng ý thức tự giác cộng đồng sẽ luôn được duy trì và thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Còn bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 07 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và điện khẩn số 953 ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Huyện Trung Khánh tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Huyện Trùng Khánh là huyện có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn và người dân nghiêm túc chấp hành đúng quy định. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe thông tin lưu động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Theo đó, tại khu vực trung tâm thị trấn Trùng Khánh, Ủy ban nhân dân thị trấn Trùng Khánh thành lập 4 tổ tuyên truyền vận động phòng chống dịch COVID-19. Tại các chốt, người dân được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn cách rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách và tuyên truyền các biện pháp thực hiện trong thời gian giãn cách xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù ngày chợ phiên nhưng lượng người tham gia buôn bán giao thương rất hạn chế. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là hàng thiết yếu, khi giao dịch mua bán giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và đeo khẩu trang. Thời gian tới, huyện Trùng Khánh tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Trùng Khánh chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện mắc COVID-19. Huyện Quảng Hòa vừa tiếp nhận trên 440 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất và xuất nhập khẩu Hùng Dũng ủng hộ 70 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Bảo Ngọc 60 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vật liệu xây dựng Quảng Uyên 30 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Vũ Anh ủng hộ 70 thùng mì tôm, 1.000 khẩu trang y tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Đình Cường ủng hộ 1 tấn gạo. Doanh nghiệp Long Khánh ủng hộ 1 tấn gạo. Tính đến thời điểm này, huyện Quảng Hòa đã tiếp nhận 383 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về nước qua biên giới, được cách ly tại các cơ sở y tế tập trung của huyện. Hiện còn 99 người đang được cách ly y tế tập trung tại huyện. Huyện đang tổ chức cách ly 22 trường hợp đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai và từ các địa phương khác. Lực lượng làm nhiệm vụ tại hai chốt kiểm soát dịch Covid-19 của huyện trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn huyện đã kiểm soát dịch bệnh đối với 6.419 xe ô tô, 10.726 xe mô tô và đo thân nhiệt 12.523 hành khách với kết quả đều bình thường. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hà Quảng vừa tặng quà động viên các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng chốt kiểm soát trên tuyến biên giới. Trong hai ngày 16-17 tháng 4, huyện Hà Quảng đã thành lập bốn đoàn đến thăm tặng quà các đồn biên phòng, tổng cọt, lũng nặng, cần yên, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và 23 chốt kiểm soát. Ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng chức năng, lãnh đạo huyện yêu cầu các chốt không chủ quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra người và phương tiện ra vào địa bàn quản lý, tập trung kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo trực 24 trên 24 giờ. Lãnh đạo chỉ huy các đồn biên phòng, các đơn vị cần quan tâm tới đời sống cán bộ chiến sĩ, tham gia trực chốt, đảm bảo trang thiết bị bảo hộ cho các lực lượng. Mong muốn cán bộ chiến sĩ giữ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác đã trao các phần quà cho các lực lượng chức năng, những phần quà do các cơ quan đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp với tổng trị giá trên 163 triệu đồng hưởng ứng phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 17 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nguyên Bình tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến ngày 17 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình đã kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 được 109 triệu 785 000 đồng. Sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện giao số tiền cho Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện sử dụng số tiền đúng mục đích trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng tham gia ủng hộ, góp phần cùng các cấp các ngành phòng chống đẩy lùi dịch Covid-19. Chiều ngày 16 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lạc đã trao giấy chứng nhận và bàn giao 13 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe phòng chống dịch COVID-19, theo quy định của Bộ Y tế trở về địa phương. Trong các công dân hoàn thành thời gian cách ly, có 9 công dân đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và 4 công dân từ Trung Quốc trở về địa phương từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các công dân thường trú tại các xã Hồng Trị, Thượng Hà, Khánh Xuân, Xuân Trường và thị trấn Bảo Lạc. Trong thời gian cách ly, các công dân được theo dõi, kiểm tra sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Chế độ ăn uống nơi ở cho công dân được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn áp dụng với đối tượng cách ly. Tất cả các công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Sức khỏe của các công dân hoàn toàn bình thường, đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly trở về cộng đồng. tiếp tục một số tin tức đáng chú ý trong nước. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng và dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển ma túy qua biên giới Việt Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị đang làm mất an ninh trật tự cũng như an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới. Trước vấn đề này, ngành chức năng ở Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn. Đây là 6 đối tượng vừa bị bắt giữ khi đang vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bằng đường sông Cépôn sau đó đi xe ô tô từ La Bảo về Đông Hà để trốn cách ly phòng dịch Covid-19. dọc tuyến biên giới, lực lượng biên phòng đã lập rất nhiều chốt canh gác nên các đối tượng càng trở nên manh động. anh mua số mặt gì lên là ở đâu, số lượng bao nhiêu ở à. dạ, La Bảo, cái, này, cái này, uh, cà phê số số lượng là tạ Từ ngày 18 tháng 3 đến nay đã có gần 11.000 người từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua hai cửa khẩu quốc tế Lào Bảo và La Lai. Lực lượng biên phòng đã phát hiện 24 vụ với trên 38 đối tượng nhập cảnh trái phép. Hầu hết trong số này là lao động tự do, không có giấy tờ hợp pháp. Chúng tôi đã bố trí 22 chốt và trên 70 đồng chí để chốt chặn các cái lối mòn biển sông, bố trí nắm tổ cơ đồng phối hợp với lực lượng công an tỉnh, huyện, thị trấn để tuần tra kiểm soát lưu động, đặc biệt các cái phương tiện từ khu vực biên giới về nội địa. Qua cái trao đổi và nắm tình hình thì là giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước thì cũng thường xuyên điện thoại và trao đổi trực tiếp đối với là những cái chốt của là của Việt Nam cố định thì bên bàn cũng là cũng có cái chốt và phối hợp với nhau làm rất là tốt. Hiện tại trên tuyến biên giới Quảng Trị với Lào, lực lượng biên phòng đã thành lập 84 chốt cố định trên 20 tổ cơ động với 340 cán bộ chiến sĩ. Mặc dù có nhiều khó khăn gian khổ và thiếu thốn, nhưng với tinh thần của người lính nơi biên cương, các chiến sĩ biên phòng vẫn vững vàng bảo vệ an ninh trật tự cũng như sớm đẩy lùi khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới. Sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án đấu tranh, đến nay Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng và quyết định truy nã toàn quốc một đối tượng về hành vi vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá khi các đối tượng đang di chuyển qua địa bàn tỉnh Quảng Bình. Lúc 14 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, các lực lượng công an tỉnh phối hợp bắt giữ xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 34C064A do Vàng A Thân, 24 tuổi và Hồ A Mạnh 20 tuổi đều trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên xe 15 bao lát, bên trong chứa 310 gói tinh thể màu trắng với trọng lượng hơn 307 kg, 30 triệu đồng và một số tài liệu liên quan. Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số tiền tinh thể màu trắng này là ma túy dạng đá, đang được vận chuyển thuê từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền công là 300 triệu đồng. Điều tra mở rộng, ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp các địa phương bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Văn Thắng, 26 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Đinh Ngọc Đô, 42 tuổi, trú tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, đồng thời ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hồng Văn Báo, 46 tuổi, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắc. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian cách ly toàn xã hội, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép 200 xe taxi hoạt động tại 33 bệnh viện phục vụ miễn phí cho người dân trong các trường hợp cần thiết. Những bệnh nhân là sản phụ, trẻ em, người xuất viện sau phẫu thuật và những người có nhu cầu cấp cứu sẽ được các bệnh viện hỗ trợ vận chuyển bằng taxi hoàn toàn miễn phí họ vui lắm họ tại vì có nhiều người người ta người ta không có thể nào đón xe được mà mình mình làm mình hỗ trợ một cách hết mình như vậy người ta rất là phấn khởi và người ta rất là biết ơn rất là vui phấn khởi khi nhận nhiệm vụ này bởi vì chung tay với thành phố với là những người bệnh nhân mình giúp đỡ được một phần Cầu mong sao là cái mùa dịch này nó qua hết để cho mọi việc ổn định trở lại nó tốt đẹp hơn các lái xe và hành khách phải sử dụng khẩu trang, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Trên xe có nước rửa tay khô và tẩy rửa phương tiện sau mỗi lần vận chuyển. Ngoài ra, các xe này chỉ được phép hoạt động trong địa giới hành chính thành phố và không được đón trả khách dọc đường. Dịch bệnh thì cũng không biết là đi bằng phương tiện nào về. Thì may, rất là may là bên mình mà có chương trình đưa đón bệnh nhân về nhà rất là chu đáo hình ảnh những chiếc taxi miễn phí tình nguyện phục vụ và giúp đỡ người bệnh trong những ngày qua thật sự khiến người dân thành phố cảm thấy ấm lòng Trên báo Nhân dân có bài viết khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ ở Thái Bình. Căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường, Ngày 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự đối với bốn bị can. Cụ thể bị can Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Vũ Gia Thành sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình là đấu giá viên trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Hai bị can còn lại là Trịnh Thị Minh Thúy sinh năm 1970, trú tại tổ 5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là trưởng phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Hà Văn Dũng sinh năm 1984, trú tại tổ 9 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không được phép đi lạc đường, tham nhũng, trục lợi giữa mùa dịch chẳng khác gì tội ác. Đây là nhận định của tác giả bài viết đăng tải trên trang www.vn. Gói hỗ trợ lên tới hơn 60.000 tỷ đồng đã được chính phủ quyết định nhằm hỗ trợ cho khoảng hơn 20 triệu người sẽ được triển khai từ tháng 4 năm 2020 với số kinh phí lớn đối tượng thụ hưởng rộng quá trình triển khai sẽ khó tránh sai sót nhưng lãnh đạo chính phủ các bộ ngành địa phương khẳng định không để số tiền này đi lạc đường nhấn mạnh các gói đầu tư phải hiệu quả đúng quy định và nếu xảy ra tham nhũng trục lợi lãng phí giữa đại dịch là có tội với dân xấu hổ với thế giới việc mua đúng mua đủ chi trả đúng người không thiếu số lượng là lẽ đương nhiên với người nghèo trong cơn hoạn nạn một miếng khi đói càng thêm quý giá sự hỗ trợ đậm ý nghĩa nhân văn vậy tại sao chúng ta luôn thường trực nhắc nhở tránh tham nhũng lãng phí trục lợi dù giữa mùa dịch đơn giản vì thực tế không thiếu những ví dụ sinh động về việc ăn của dân không chừa thứ gì quy định chặt chẽ là rất quan trọng song con người thực hiện mới có tính quyết định tinh thần chăm lo cho dân của cán bộ mới đảm bảo hỗ trợ đến với người dân chính xác kịp thời khi đó chính sách vì dân của đảng nhà nước mới thể hiện đầy đủ ý nghĩa và thiết thực nhất Đăng ảnh cũng phải xin phép không phải là một quy định mới, chế tài cũng không mới, nhưng mức chế tài xử phạt của nghị định số 15 có tăng so với trước đây. Ngày 15 tháng 4 năm 2020, nghị định số 15 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực. Trong số các lĩnh vực nêu trên thì xử phạt vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin được nhiều cá nhân tổ chức quan tâm hơn cả. Bởi theo một số nguồn thông tin thì số người sử dụng Internet ở Việt Nam tính đến tháng 1 năm 2020 là khoảng 68,17 triệu người. Trong đó, số người sử dụng mạng xã hội có khoảng 65 triệu người. Pháp luật quy định rất rõ về việc bảo vệ quyền hình ảnh cá nhân, trường hợp nào thì được phép sử dụng hình ảnh của cá nhân người khác, trường hợp nào không được phép và quy định rất rõ các mức chế tài hành chính và chế tài hình sự. Việc sử dụng trái phép hình ảnh của người khác thì không chỉ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 15 với mức phạt đền đến 20 triệu đồng, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu việc sử dụng hình ảnh thông tin cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng. Dù có lo lắng trước những thông tin về lỗi bảo mật của phần mềm Zoom, nhưng theo chia sẻ của các giáo viên, vì nhiều lý do họ vẫn đang lựa chọn công cụ này để thực hiện dạy học online trong mùa dịch trên báo Lao động có bài viết 500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, nhiều trường vẫn sử dụng dạy online. Dù cơ quan chức năng đã có những cảnh báo nhưng hiện nay Zoom vẫn là phần mềm được nhiều cơ sở giáo dục, giáo viên ở Việt Nam sử dụng để dạy học online. Theo thạc sĩ Nguyễn Mai Hương, giáo viên một trường trung học cơ sở tại Thái Nguyên, việc giảng dạy trên ứng dụng Zoom đã được các trường triển khai khá xuân sẻ. Cô và trò đã bắt đầu thích ứng tốt với ứng dụng này nên chưa có ý định thay đổi ứng dụng ở vùng nông thôn vùng núi như Thái Nguyên để hướng dẫn phụ huynh và học sinh có thể tải ứng dụng sử dụng thành thục là một vấn đề khó khăn. Vì vậy khi đã chạy tốt thì không ai có suy nghĩ thay đổi cả. Cùng với đó việc thay đổi không phải chỉ giáo viên muốn là được, việc này phải có chủ trương của nhà trường vì một ứng dụng được sử dụng cho nhiều môn học Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn, giáo viên một trường tiểu học tại quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phần mềm Zoom được nhiều giáo viên chọn sử dụng trong giảng dạy bởi sự đơn giản, đủ các tính năng dành cho giáo viên và học sinh. Việc sử dụng Zoom cũng không phải trả phí so với nhiều ứng dụng khác. Ở khía cạnh khác, ở Việt Nam chưa có đơn vị nào có được hạ tầng để đáp ứng nổi số lượng người truy cập quá lớn và đường truyền như Zoom. Trong bối cảnh đó, giáo viên đành phải lựa chọn Zoom để giải quyết vấn đề tình thế. Sau khi triển khai công cụ tư vấn trả lời tự động về dịch COVID-19 trên WhatsApp khá thành công, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiếp tục mở rộng tính năng này sang Facebook Messenger. Thông tin đăng tải trên báo Hà Nội mới. Công cụ này cũng được kỳ vọng sẽ thổi bay những thông tin sai lệch về COVID-19 như việc tắm nước nóng hay việc ăn tỏi có thể giúp phòng chống virus SARS-CoV-2. Tương tự như với WhatsApp, chatbot của WHO hiện diện trên Facebook Messenger sẽ tự trả lời các tin nhắn gửi tới thông qua nhiều bước câu hỏi khác nhau. Nó sẽ tự động đưa các đường dẫn web phù hợp cho người dùng cùng một số biểu tượng cảm xúc để giải tỏa căng thẳng. WHO kỳ vọng có thể tiếp cận khoảng 1,3 tỷ người trên khắp thế giới thông qua Facebook Messenger lớn hơn nhiều so với chi phí khoảng 12 triệu người trên WhatsApp ngoài facebook messenger hiện nay facebook cũng đang triển khai các công cụ chống dịch trên mọi mặt trận mạng xã hội số một thế giới này mới đây đã giới thiệu trung tâm thông tin về đại dịch đồng thời đưa ra các quy định chặt chẽ hơn để kiểm soát tin giả lừa đảo Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội và đời sống của người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 kéo dài, những chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ thiết thực cho người dân được chính phủ phê duyệt, các bộ ngành địa phương gấp rút triển khai thực hiện. Mới đây, Bộ Công Thương đã chính thức có quyết định triển khai gói hỗ trợ miễn giảm tiền điện, giá tiền điện với tổng giá trị ước tính gần 11.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, khách hàng sử dụng điện được hỗ trợ tối đa 62.560 đồng một tháng. Đây cũng là con số được đề cập tới trong tiểu mục con số hôm nay. Với các ngành sản xuất và kinh doanh giảm 10% giá bán lẻ điện ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Cụ thể về điện cho khách hàng sử dụng sinh hoạt, Cục Điều tiết Điện lực cho hay, theo số liệu thống kê của EVN, các khách hàng sử dụng điện lưới dưới 300 kW một tháng, đa phần là người lao động, công chức, viên chức, công nhân và người làm công ăn lương. Với mức hỗ trợ 10%, khách hàng sử dụng điện ở mức 100 kWh một tháng được hỗ trợ khoảng 17.000 đồng một tháng. Tương tự ở mức 200 kWh một tháng được hỗ trợ trên 37.000 đồng một tháng. Các khách hàng sử dụng trên 300 kWh một tháng được hỗ trợ là 62.560 đồng một tháng. Tổng số tiền hỗ trợ giảm cho các khách hàng sinh hoạt ước khoảng 2.900 tỷ đồng. Như vậy, với thời gian hỗ trợ trong 3 tháng, tổng tiền điện mà nhà nước hỗ trợ cho mỗi người dân hộ gia đình là 187.680 đồng. Với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng. Với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt sẽ được thực hiện giảm giá từ kỳ hóa đơn gần nhất. Theo đó khách hàng sử dụng điện có chu kỳ bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 và tháng 6 sẽ được giảm tương ứng vào các tháng năm tháng 6, tháng 7 năm 2020. Việc chế biến thịt cho bữa ăn hàng ngày tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nếu vô tình mắc phải những sai lầm thì không những khiến cho món ăn bị mất dinh dưỡng mà còn gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe, thậm chí là gây ung thư nấu thịt khi chưa được giã đông thịt chưa được giã đông khi cho vào nấu bên ngoài thịt sẽ chín trước và bên trong thịt vẫn còn sống vì vậy trước khi nấu cần giã đông thịt một giờ khi nấu thịt sẽ chín đều không nên để thịt tự giã đông ở nhiều độ phòng vì dễ sinh sôi vi khuẩn dẫn đến ngộ độc tiêu chảy không cho thịt đông lạnh vào dầu nóng để giã đông hoặc nấu khi thịt chưa giã đông sẽ làm mất chất dinh dưỡng nếu nấu quá lâu thịt bị nát hỏng và mất vị ngon thịt sau khi giã đông phải chế biến ngay tránh cấp đông trở lại và không giữ thịt trong ngăn lạnh quá lâu có thể sử dụng lò vi sóng để giã đông ở nhiệt độ thích hợp bọc kín thịt trong túi ni lông để chất dinh dưỡng không bị mất đi bạn có thể cho thịt vào ngăn mát của tủ lạnh để giã đông từ từ không sử dụng nước nóng để giã đông sẽ làm hỏng thịt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển Trần thịt gà bằng nước sôi. Theo các chuyên gia thì các loại vi khuẩn chỉ thực sự chết ở nhiệt độ cao tới 100 độ. Việc trần qua bằng nước sôi không mang lại kết quả như bạn mong muốn. Ngược lại vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập thịt gà, đồng thời việc này còn làm cho thịt gà mất chất, nhạt thịt. Nếu bạn muốn loại bỏ vi khuẩn trong thịt gà, hãy rửa thịt sạch bằng nước muối loãng rồi rửa lại bằng nước lạnh thật nhiều lần để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, khi nấu nướng bạn nên nấu chín thịt gà, không nên ăn tái, sống, kẹo sức bệnh vào thân. Dùng dầu ăn để rán quay thịt, rất nhiều người thường đợi dầu nóng già thậm chí bốc khói mới cho thực phẩm vào nồi. Thói quen nấu nướng này sẽ không tốt cho sức khỏe bởi vì lúc này nhiệt độ của dầu đã lên đến 2000 độ C. Tại thời điểm này khi cho thực phẩm vào sẽ làm sản sinh chất độc hại, nhiệt độ cao không những phá hủy thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm mà còn sản sinh ra peroxid gây ung thư và các chất gây hại cho sức khỏe nhiệt độ vượt quá điểm bốc khói của dầu ăn, dầu bị cháy bốc khói sẽ có mùi khét và rất độc. Cách tốt nhất là mỗi gia đình nên sử dụng cả dầu ăn và mỡ động vật, trong đó mỡ động vật dùng để rán, quay, các món cá, thịt, còn dầu ăn chỉ dùng để xào, trộn giấm dầu, salad, nấu canh, ướp thịt cá. Các loại dầu như hướng dương, đậu nành, hạt cải, ô liu nên dùng để xào, ăn sống, Lớp thực phẩm giúp người sử dụng hấp thu tốt các vitamin A, D, E, K có sẵn trong thực phẩm, bổ sung các axit béo thiết yếu và tăng vị ngon cho thức ăn. Nấu thịt chín quá mức, chúng ta thường có quan niệm là thịt nấu càng mềm càng ngon, vì vậy khi nấu nướng nhiều người để thịt trên lửa trong thời gian rất lâu, nhất là khi hầm cả xương, không ít người nấu cho đến khi xương cũng mềm ra mới tắt bếp. Tuy nhiên, trong nhiệt độ từ 200 đến 3 độ C, axit amin, creatinine, đường và các hợp chất vô hại trong thịt sẽ xảy ra phản ứng hóa học hình thành các chất axit amino aromatic. Trong chất này có chứa đến 12 loại hợp chất hóa học, trong đó có 9 loại có khả năng gây ung thư. Do vậy không nên nấu thịt quá lâu, quá chín, chỉ nên nấu cho thịt vừa đủ mềm. Khi thấy xuất hiện lớp bọt đầu tiên do thịt tiết ra thì nên vớt bỏ đi, điều này có thể giảm thiểu ảnh hưởng có hại do các axit amino aromatic gây ra. Chiên lạp xưởng thịt hun khói nhiều người thường rán lạp sườn để ăn với xôi, tuy nhiên điều này rất có hại cho sức khỏe bởi những thực phẩm mặn như lạp xưởng được chế biến từ thịt lợn tươi. Để duy trì được lâu dài, người ta phải cho vào một tỷ lệ chất chống thối nhất định trong quá trình sản xuất chất sodium nitrat Chân giò hun khói, thịt hun khói cũng có một vi lượng nitrat amoni nhất định, nếu dùng dầu để chiên rán, những loại thực phẩm trên sẽ sản sinh ra chất gây ung thư. Để chế biến lạp xưởng chân giò hun khói, thịt hun khói, bạn có thể nấu hấp làm cho chất nitrat amoni bay theo hơi nước. Ngoài ra giấm có tác dụng phân giải muối nitrat amoni và còn có thể diệt khuẩn, vì vậy bạn có thể cho một ít giấm vào nồi nước nấu món thịt hun khói sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Nướng thịt Mọi người không nên ăn nhiều thịt nướng bởi quá trình nướng sản sinh ra chất HCAs hay còn gọi là heterocyclic, chính là chất hóa học độc hại gây ung thư, đặc biệt khi nướng thịt phần mỡ trong thịt tan chảy xuống than, tạo nên khói độc ám vào miếng thịt và sẽ dễ tạo chất gây ung thư và các bệnh về đường hô hấp. Phần thịt cháy đen tuyệt đối không được ăn, hơn nữa đối với những người bị rối loạn chuyển hóa, thịt nướng càng trở thành món ăn cần hạn chế. thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thư giãn bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.